Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đưa những con giống thủy sản mới vào nuôi trồng. Anh Thành ở xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm giàu từ vùng đất trũng. Những nông dân ở Hà Nam vượt khó làm giàu. Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng 6 bãi tập kết chôn lấp rác thải. Làng nghề Xuân Lai, Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát triển mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên có 2 mô hình tưa lưới trong nhà kính với diện tích 400m² tại xã Tống Chân và 1000m² tại xã Tiên Tiến. Những thành công ban đầu của 2 mô hình này đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp sạch, hiện đại và bền vững ở huyện Phù Cử. Các giống dưa được trồng chủ yếu là dưa lưới AP Sweet Gold, Taki và Kim Hoàng Hậu. Ưu điểm của các giống dưa này là khả năng kháng bệnh và sinh trưởng tốt, độ đường cao, thịt quả giòn, hương thơm đặc trưng, phù hợp với thị hiếu và khẩu vị của người Việt Nam. Trọng lượng mỗi quả dao động từ 1,4 đến 1,8 kg. Dưa được trồng trong nhà kính theo công nghệ tự động tưới giỏ giọt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Hiện nay, dưa đang được trồng 2 vụ một năm. Tùy theo giống dưa, mỗi vụ có thể cho thu hoạch từ 1 đến 1,5 tấn quả với giá bán ra thị trường hiện nay là 30 đến 60.000 đồng kg. Trừ các chi phí, mỗi sào cho thu lãi từ 25 đến 40 triệu đồng. Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, hiện nay thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích người nông dân mạnh dạn chuyển đổi áp dụng mô hình trồng nghệ, qua đó tránh tình trạng lãng phí tài nguyên đất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng kinh tế đô thị, giúp tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Có đặc tính không bị sâu bệnh, thích nghi tốt với các điều kiện thời tiết, phù hợp với mọi loại đồng đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc đơn giản, có thể trồng xen với các loại cây màu khác. Thị trường tiêu thụ rộng và ổn định năng suất cao, sau 9 tháng cho thu hoạch, trừ chi phí lợi nhuận trên dưới 10 triệu đồng một sào, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Những ưu điểm và hiệu quả kinh tế rõ rệt từ việc trồng nghệ đã được chứng minh, tạo cơ sở quan trọng để thành phố nghiên cứu, định hướng quy hoạch phát triển, khuyến khích người dân, nhất là ở những địa phương có nhiều diện tích trồng lúa khó canh tác, năng suất thấp, mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng nghệ. Bên cạnh chính sách hỗ trợ cụ thể đảm bảo đầu ra cho sản phẩm ổn định bền vững, thành phố sẽ chỉ đạo thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân, góp phần chuyển đổi thành công, hiệu quả mô hình trồng nghệ trên địa bàn. Tin tưởng rằng, với chủ trương đúng đắn cùng với cơ chế hỗ trợ cụ thể và những biện pháp thiết thực đã đang được thành phố triển khai, sẽ tạo động lực động viên khuyến khích người nông dân thay đổi tư duy, đổi mới cách làm, mạnh dạn áp dụng mô hình trồng nghệ, góp phần nâng cao thu nhập và làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã có nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để thâm canh các cây trồng có giá trị và chăn nuôi công nghệ cao. Thông qua phong trào thi đua làm kinh tế giỏi đã xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, năng động, dũng cảm và nghĩa tình, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và cộng đồng. Chủ nhân của vườn na rộng 6 hectare này là anh Lê Văn Bách ở xóm 8, thị trấn Ba Sao. Trước khi quyết định gắn bó lâu dài với nghề trồng na, anh Bách cũng đã từng khởi nghiệp với đa dạng các ngành nghề khác như chăn nuôi gia súc, trồng cây cảnh non bộ và thâm canh các cây dược liệu. Để có vườn na xanh ngút mắt với những trái na to tròn căng mậm như hôm nay là thành quả tích cực của những tháng ngày gia đình anh Bách cải tạo đá núi thành đất trồng cây. Đá cứng nhường chỗ cho đất mềm, những cây na từ trồng xen canh một năm chỉ cho thu hoạch một lứa quả. Đến nay đã trở thành thâm canh và một năm cho thu 2 vụ. Trung bình mỗi vụ, anh Bách thu được hàng chục tấn na, giải quyết việc làm cho khoảng 20 lao động theo thời vụ. Cây na đã đem về cho gia đình anh Bách hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đất nhà tôi thì đất đá do, cho nên là nó không thể trồng được những cây khác. Chỉ có đưa cây na vào trồng cho nó mới sống được trên, chịu được trên đất đá do, mà là trên đất đá do nó đẹp hơn. Có thể thu nhập từ một vụ một là được hơn 500, vụ hai thì là được khoảng hơn 400. Nếu mà chăm sóc tốt, theo đúng kỹ thuật của khuyến nông, khuyến lâm, phòng trừ được bệnh tốt thì nó sẽ ra được quả tốt. Về cây la trồng thì thu nhập nó đều, nó không bị mất mùa, tại vì mình có thể mình thụ phấn
cho trái na, và mình để cái khoảng cách của cái trái na bao nhiêu thì mình để thì là nó sẽ phù hợp, nó sẽ to hơn. Không chỉ năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, những nông dân vượt khó làm giàu tiêu biểu ở huyện Kim Bảng như anh Bách còn là những hội viên nông dân gương mẫu trong các hoạt động phong trào ở cơ sở, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cùng đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày một đổi mới, giàu đẹp. Những năm qua, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình luôn ưu tiên mọi nguồn lực quan tâm đầu tư cho phát triển kinh tế biển, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản. Phát huy những lợi thế về biển, những năm qua, bên cạnh việc phát triển mạnh ngành nghề khai thác, chế biến thủy hải sản, huyện Tiền Hải đã đẩy mạnh phát triển nuôi thủy hải sản tập trung theo hướng công nghiệp, chuyên canh với nhiều loại con nuôi có giá trị kinh tế cao như cá bống bớp, cá mú, cá vược, tôm thẻ chân trắng, tôm sú. Năm 2017, huyện Tiền Hải đã triển khai thí điểm một số mô hình nuôi cá đối mục, ngao đỏ, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là việc đưa vào nuôi thử nghiệm giống cá đối mục. Đây là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, dễ nuôi, ít bệnh và dễ thích nghi với khí hậu ven biển của tỉnh. Sau 7 tháng nuôi thử nghiệm, cá đối mục trung bình nặng từ 0,8 đến 1 kg. Nếu nuôi chuyên canh, có thể cho thu hoạch từ 5 đến 7 tấn trên 1 hectare. Cùng với việc chủ động khuyến cáo và hướng dẫn các hộ nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật, huyện khuyến khích phát triển nuôi trồng theo hướng chuyên canh. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, huyện Tiền Hải tạo điều kiện cho các hộ dân thuê, mượn, nhận thầu, tích tụ ruộng đất và mạnh dạn đưa vào các loại giống thủy sản mới có giá trị kinh tế cao thay thế các giống thủy sản truyền thống. Đến nay, nhiều hộ đã tập trung đầu tư cải tạo ao đầm, đa dạng hóa đối tượng nuôi, kết hợp nuôi xen canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn tỉnh Nam Định có trên 2.000 tàu khai thác thủy sản với hơn 5.600 lao động trực tiếp trên tàu. Vụ cá năm 2017, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 27.700 tấn, bằng 101% kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong vụ cá Nam, Nam Định chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, nhưng không xảy ra thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của ngư dân. Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đã tạo động lực để ngư dân đóng mới tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vươn khơi, nâng cao chất lượng khai thác hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn sửa đổi đấu thầu, xây công cải tạo, anh Nguyễn Văn Thành ở xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã biến vùng đất sâu, ruộng trũng chỉ canh tác một vụ lúa bấp bênh thành trang trại quy mô lớn, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Không khí trong lành bao trùm khắp trang trại rộng gần 10 hectare của anh Nguyễn Văn Thành ở vùng ven đê sông Đáy, xã Như Hòa. Ao cá, tôm, rộng mênh mông. Tiếp đó là khu vườn đinh lăng, chuối, rành rành. Cuối vườn có nhiều dãy chuồng trại nuôi lợn siêu nạc cao sản. Anh Thành là người luôn có ý chí vượt khó vươn lên làm giàu. Dù có điều kiện đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, nhưng anh vẫn quyết tâm quay về quê lập nghiệp. Tìm hiểu cách làm tập trung tạo ra sản phẩm lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại lợi nhuận cao ở nhiều nơi, anh Thành đã nung nấu ý tưởng phát triển trang trại tổng hợp chăn nuôi gia súc, thủy sản và trồng cây. Năm 2003, anh mạnh dạn dồn đổi ruộng và nhận thầu gần 5 hectare thùng đào nằm cách xa khu dân cư để cải tạo, mở rộng trang trại. Anh đã phải mất cả năm trời, bỏ ra hơn 300 triệu đồng để thuê máy múc đất, san nền, ngăn bờ, kè ao thả cá, xây dựng chuồng trại nuôi lợn. Trang trại được bố trí khoa học, khu trồng cây ao cá, khu chăn nuôi được tách riêng biệt. Năm 2015, anh Thành tiếp tục đấu thầu và nhận chuyển nhượng thêm 5 hectare ruộng trũng để mở rộng quy mô phát triển kinh tế. Từ bán lợn giống, lợn thương phẩm, cá, tôm và cây trong vườn, gia đình anh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Dự kiến năm nay sau khi trừ chi phí còn cho thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Gia đình tôi đã chọn các cái giống nuôi, tức là có giá thành ổn định và có thị trường tốt để mình phân phối. Thì gia đình tôi đã chọn nuôi những cái con nuôi, ví dụ như lợn nái ngoại, rồi là từ khâu sản xuất con giống cho đến chăn nuôi con thịt. Còn về cái con cá thì gia đình tôi đã chọn nuôi cá có đặc tính là an tạp và ít xảy ra dịch bệnh. Và cái thứ hai nữa là nó có giá thành ổn định. Sản phẩm của trang trại được khách hàng ở nhiều nơi, trong đó có các siêu thị ở Hà Nội về tận nhà thu mua. Với ý chí quyết tâm làm giàu, cộng với bản tính chịu khó, anh Thành đã khẳng định được cách làm hiệu quả trên vùng đất khó. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, với lòng nhiệt huyết, sự năng động sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã góp phần không nhỏ xây dựng trường, nhiều năm đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Sau đây là những việc làm của cô hiệu trưởng tâm huyết này. Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ là yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Cùng với tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ, là bí thư chi bộ, cán bộ quản lý, cô giáo Hà linh hoạt phát động thi đua học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc, không chạy theo bệnh thành tích. Trường tiểu học Thái Xuyên còn đi đầu hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động. Nổi bật là công tác xã hội hóa, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà là một đồng chí như vậy là rất có năng lực và sáng tạo. Như vậy là cũng đã tham mưu với lại địa phương về công tác quản lý nhà trường, đặc biệt là công tác như vậy là xã hội hóa để như vậy là nâng cao như vậy là các cái cơ sở vật chất và nâng cao được cái chất lượng dạy và học. Từ một đơn vị nhiều năm chỉ dừng lại chất lượng khá, 7 năm gần đây trường tiểu học xã Thái Xuyên liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Sở Giáo dục Đào tạo tặng giấy khen. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà nhiều năm được suy tôn chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển, vận động cho trẻ trong trường mầm non, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã triển khai đến 266 trường mầm non trong tỉnh và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Để nâng cao kiến thức trong tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ, đội ngũ giáo viên các trường mầm non thường xuyên học hỏi, bồi dưỡng về nghiệp vụ để có phương pháp giảng dạy hiệu quả. Hàng năm, các trường tổ chức các hội thi của cô và trẻ lồng ghép với chuyên đề giáo dục phát triển vận động. Qua đó, không chỉ đánh giá chất lượng giáo dục mà còn tuyên truyền sâu rộng trong phụ huynh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển vận động cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đặt mục tiêu 100% trẻ đến trường được vận động, vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá. Từ đó rút kinh nghiệm, tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển vận động cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm non. Bước vào năm thứ hai thực hiện mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đã giúp trẻ trong những cơ sở giáo dục mầm non ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương có được môi trường phù hợp. Với mục đích xây dựng môi trường giáo dục mầm non mang tính mở đã tạo cho trẻ phát triển toàn diện. Trong quá trình triển khai, ngành giáo dục thị xã Chi Linh đã tổ chức làm điểm tại 3 trường là mầm non Phả Lại, mầm non Sao Đỏ và mầm non Sao Mai. Hàng năm phòng giáo dục tổ chức học tập cho trẻ với nhiều chủ đề, chủ điểm khác nhau đã tạo cho trẻ hứng khởi, say mê và thêm yêu trường lớp. Thị xã Chi Linh đã triển khai đến 100% các trường mầm non công lập và tư thục về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Dạy học lấy trẻ làm trung tâm không những chỉ truyền đạt kiến thức cho trẻ mà quan trọng hơn là tạo điều kiện cho trẻ có các cơ hội để chủ động sáng tạo, khám phá và học hỏi những điều thú vị. Để xây dựng thành công mô hình này, nhà trường cần định hướng cho giáo viên đổi mới trong cách soạn giáo án, trong hoạt động thực hành ở môi trường trong và ngoài lớp học. Bệnh viện là nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn cả trong và ngoài khuôn viên. Thế nhưng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay vẫn còn tình trạng người nhà và thậm chí là cả bệnh nhân hút thuốc. Tấm biển không hút thuốc lá trong bệnh viện được treo ngay lối vào của nhiều bệnh viện. Nhưng xem ra có cũng như không. Nhiều người vô tư nhả khói thuốc lá trước mặt bệnh nhân, trẻ em và những chỗ đông người. Thậm chí không ít bệnh nhân vẫn thản nhiên hút thuốc dù người đang mang bệnh. Dọc hành lang, lối đi, ghế đá, gốc cây trong khuôn viên bệnh viện, dễ dàng bắt gặp những mẩu thuốc lá vương vãi do người hút vứt bừa bãi. Theo luật phòng chống tác hại thuốc lá, các hành vi hút thuốc tại nơi có quy định cấm sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tuy nhiên, hầu như chưa có người nào vi phạm quy định về phòng chống tác hại thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện bị phạt tiền. Mặc dù đã có chế tài, song nhân lực thực hiện việc kiểm tra và xử phạt còn mỏng. Bên cạnh đó, hành vi hút thuốc lá rất khó bắt tận tay. Số người nghiện thuốc lá vẫn còn nhiều và hầu như ý thức đều rất kém. Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư và góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa đầu tư 3 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng bãi tập kết, chôn lấp rác thải.
huyện đã đầu tư xây dựng 6 bãi tập kết chôn lấp rác thải tại các thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, Đại Nại, xã Ngô Quyền, Lạc Dục, xã Đức Thắng, Thụy Dương, xã Thụy Lôi, Đa Quang, xã Dị Chế và thôn Điểm Đông, xã Minh Phượng. Các bãi rác này đều được quy hoạch rộng từ 300 đến 600 m2 xa khu dân cư, có đường ra vào thuận tiện cho việc vận chuyển rác, được thiết kế đảm bảo đúng quy chuẩn, có tường bao, đáy hố là đất sét được lô lèn, lót vải địa chống thấm. Việc đưa vào sử dụng các bãi rác này sẽ giảm thiểu tình trạng đổ, tập kết rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường. Được biết, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 30 điểm tập kết, chôn lấp rác thải. Hiện toàn huyện vẫn còn 18 điểm tập kết rác tự phát tại các thôn chưa được khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, rác thải sinh hoạt đang là một bài toán nan giải chưa có một đáp án hữu hiệu. Chính vì vậy, tỉnh cũng như các ngành địa phương đơn vị rất quan tâm vào cuộc bằng nhiều giải pháp cụ thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập về những tồn tại khó khăn và hướng giải quyết mà huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện để tìm đáp án cho bài toán rác thải sinh hoạt. Toàn huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh có 68 thôn thuộc 14 xã thị trấn, mỗi ngày thải ra lượng rác là hơn 80 tấn. Song hiện mới chỉ có một lò đốt rác của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Tân Trường Lộc giải quyết được việc xử lý rác thải sinh hoạt cho thị trấn Lim, nên tình trạng quá tải diễn ra ở tất cả các địa bàn còn lại. Theo chủ trương của tỉnh, mỗi huyện cần xây dựng một khu xử lý rác tập trung để giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt cho địa phương mình. Từ sự định hướng ấy, Tiên Du đã xây dựng dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện đặt tại xã Phú Lâm với tổng diện tích 3 hectare. Đến nay, địa phương đã hoàn thiện kế hoạch thu hồi đất, hoàn thành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đơn vị chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Tân Trường Lộc đã hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa chính và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân của hai thôn Đông Phù và Vĩnh Phục chưa đồng thuận với lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường từ chính khu xử lý này. Trước những khó khăn trên, về phía đơn vị chủ đầu tư đã trao đổi thẳng thắn tích cực với nhân dân địa phương về dây chuyền công nghệ hiện đại cũng như cam kết xử lý triệt để rác thải, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, dự án sẽ sớm được triển khai, qua đó giải quyết dứt điểm bài toán rác thải tại Tiên Du. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định về việc công nhận di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh ta có thêm 10 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp tỉnh là 214. Các di tích được xếp hạng bao gồm Đình Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, di tích Đình Chùa Nghĩa Trang, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, cụm di tích Đình Đền Miếu Vân Dương, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, Đình Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Nghè Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Đình Thanh Miếu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, cụm di tích Đình Chùa Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Đình Trạo Thôn, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, cụm di tích Đình Chùa Phú Mỹ, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử, cụm di tích Đình Chùa Nhị Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Ủy ban Nhân dân các huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích, cụm di tích lịch sử văn hóa theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhắc tới Bắc Ninh là nhắc tới những làn điệu dân ca quan họ tranh Đông Hồ, đúc đồng tại bái rượu Làng Vân, bánh Phu Thê. Cũng trên mảnh đất này có một làng nghề đã tồn tại lâu năm với những sản phẩm nổi tiếng cả thị trường trong và ngoài nước. Mây tre đan Xuân Lai thuộc làng Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình. Làng nghề thủ công tre trúc Xuân Lai đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 829 ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện cả làng có 255 hộ sản xuất nghề tre, 45 hộ chuyên sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm chất lượng cao từ tre trúc, thu hút 540 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người trên tháng. Tổng giá trị sản xuất từ nghề mây tre đan của thôn ước đạt 30 đến 40 tỷ đồng một năm. Đến nay, dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của các nghệ nhân Xuân Lai, cây tre được biến tấu thành những sản phẩm có giá trị sử dụng và nghệ thuật cao như thanh tre, nội thất bằng tre và cả những công trình kiến trúc, khuôn viên được thiết kế trang trí từ tre Xuân Lai. Để có được sản phẩm hun khói đẹp là cả một kỳ công. Sau khi khai thác, tre trúc thường được ngâm dưới ao vài tháng để tránh mối mọt, đồng thời tăng độ dẻo dai. Trước khi được vớt lên, tre được nắn thẳng và xếp vào lò hun bằng rơm trộn đất sét. Lò chỉ có khói, không có lửa và được chắt kín nhiều ngày đêm. Tùy thuộc vào màu sắc yêu cầu, thời gian được điều chỉnh phù hợp. Nếu là màu nâu, thời gian sẽ ngắn hơn. Màu đen bóng yêu cầu thời gian hun dài hơn và có thể phải hun nhiều lần hơn.
nhiều hộ gia đình thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô lớn. Các sản phẩm từ tre hun khói của Xuân Lai đã có mặt ở những cửa hàng lớn trong nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và còn được xuất khẩu đến một số nước trên thế giới như Nhật, Mỹ, Đài Loan hay thị trường các nước châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.